Theo báo cáo của tri cục Thủy lợi Nghệ An, địa bàn Nghệ An hiện có trên 20 cống tiểu thoát lũ cho các địa phương như thành phố Vinh, Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thị xã Hoàng Mai. Tuy nhiên hiện nay chỉ mới xây dựng mới được cống tiêu Diễn Thành, Diễn Châu, còn lại hầu hết các hệ thống cống tiêu bị xuống cấp. Ngành thủy lợi và các địa phương chủ yếu tự trích kinh phí để tạm tu sửa. Vào mùa mưa lũ, các cống tiêu hoạt động chưa hiệu quả về lâu dài rất cần sự quan tâm hơn nữa của nhà nước và các ngành liên quan hỗ trợ kinh phí để nâng cấp và xây dựng mới các cống tiêu nhằm góp phần tiêu thoát lũ hiệu quả hơn.